Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài dẫn đến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa của nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, tỉnh Lâm Đồng và thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tăng nhanh. Vì thế, các nhà máy thủy điện phải xả lũ để điều tiết hồ chứa qua tràn. Việc xả nước điều tiết hồ chứa khiến cho nước lũ đổ về vùng hạ lưu cho các vùng trũng ven sông. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của việc xả lũ gồm Định Quán, Tân Phú. Tính đến nay đã có hàng trăm tấn cá, cả ngàn hecta lúa, hoa màu bị nước lũ nhấn chìm gây thiệt hại về tài sản của người dân. Ghi nhận chung tại một số xã như Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh của huyện Định Quán và các xã Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Điền, Phú Bình, Phú Thanh của huyện Tân Phú vẫn ở trong tình trạng ngập lụt. Thông tin về tình hình lũ trên sông Đồng Nai của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, đến ngày 17 tháng 10, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai vẫn ở mức cao, dao động ở mức báo động 2 và 3. Dự báo các địa phương ven sông vùng hạ lưu thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bị ngập lụt do lũ. Lãnh đạo huyện Định Quán cho biết, lũ về khiến cho cá của người dân nuôi bè trên sông bị chết nhiều. Hiện cán bộ huyện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội hỗ trợ người dân nuôi cá bè vớt và phân loại cá chết, cá yếu để bán gấp nhằm giảm lỗ phần nào cho bà con. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và ghi nhận những thiệt hại do mưa lũ gây ra.